Em đừng vội sử dụng tinh dầu hoa anh thảo nếu chưa biết ba lưu ý sau nhá. Thứ nhất, đấy chính là đối với làn da dầu mụn thì mọi người phải cẩn trọng trong việc sử dụng tinh dầu hoa anh thảo để làm đẹp da. Tinh dầu hoa anh thảo nó có cái công dụng là giảm bớt cái mụn nội tiết, tuy nhiên đối với làn da dầu mụn thì chúng ta vẫn phải cẩn trọng nhá. Thứ hai, đấy chính là những chị em có cái chế độ ăn á, nhiều dầu mỡ, nhiều đường và thức ăn nhanh thì trong cái tinh dầu hoa anh thảo nó có chứa rất là nhiều omega 6, một loại axit béo cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên nếu chế độ ăn của chị em là nhiều dầu mỡ, nhiều đường thì nó cũng có thể gây đủ mụn nha. Thứ ba nữa là chị em sử dụng cái tinh dầu hoa anh thảo với cái liều lượng cao á thì cơ thể nó bị thừa dưỡng chất. Nó bị thừa dưỡng chất thì nó cũng gây nổi mụn trên làn da. Thế nên chị em phải sử dụng đúng về cái hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất nhé. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Mức độ hiệu quả sẽ tùy thuộc vào cơ địa của từng người.